hôm nay người đàn ông có tâm trạng tồi tệ, quyết định chỉ ăn một bát cơm nhỏ, nhưng hổ phụ sinh hổ tử, tâm trạng tiểu phi có vẻ cũng không tốt, nên ăn một chậu cơm còn nhỏ hơn cha. Ảo thật đấy, bảo sao nhà họ vẫn nghèo thế kia, là từ nguyên do này mà ra sao? Tiểu phi ăn nhiều vậy nên có sức khỏe phi thường. Giáo viên thể dục nâng cử tạ, cậu nhắc luôn cả thầy lẫn tạ. Thầy thể dục ném cây lao, lập tức đâm chết một con ngỗng trời. Tiểu phi ném cây lao, các bạn sợ hãi chạy tán loạn. Ôi má ơi, cái gì đây, cậu ta ném trúng siêu nhân luôn. Cha của tiểu phi là sĩ quan trong làng, bài học hôm nay là đao thương bất nhập. Nhưng tiểu phi đã hiểu sai nghĩa của câu này. Bên cạnh đó, tên mập ngốc nghếch chém con dao vào đầu mình. Sao cậu lại tự chém mình, chẳng phải học đao thương bất nhập sao? Nhưng cha tiểu phi lại nói thêm, không thể tin hoàn toàn. Anh mập may không chết vì anh không có não. Hôm ấy, hai cha con vào thành phố dạo chơi, nhưng không ngờ, lại tận mắt thấy một vụ giết người. Khi họ đuổi theo kẻ giết người, lại bị cảnh sát nhầm là kẻ giết người. Để bảo vệ con trai mình, hai cha con lưu lạc trong thành phố. Tiểu phi bị hiểu lầm là học sinh, được hướng dẫn viên kéo đến công viên giải trí. Sau khi đi tàu lượn siêu tốc, tiểu phi choáng váng đi không nổi. Sau đó chơi tiếp bánh xe bão tố, cậu bé thôn quê này không xác định nổi phương hướng nữa, đi bộ cứ xoay mòng mòng như vụ. Tiểu phi cũng rất là có duyên, không nôn mửa bừa bãi, mà lấy mũ của một cô bé rồi nôn vào đó. Khi tiểu phi quay lại trả mũ, cô bé không những không giận, mà còn biến thành fan cuồng của cậu. Tiểu sư muội, ta trả lại mũ cho muội, đa tạ sư huynh. Chiếc mũ này có hợp với muội không? Mày say nắng à? Khi biết tiểu phi gặp chuyện không may, họ bèn đưa cậu về nhà mình. Vừa vào cửa, cô bé lon ton chạy đi lấy dép trong nhà. Ông chú tưởng con gái hiểu chuyện, nhưng nào có ngờ, chỉ có tiểu phi được đối đãi như vậy thôi. Lúc này, người mẹ đang nấu ăn, bảo mọi người đi tắm rửa. Ông bố này vô cùng lạ đời nha, tắm rửa phải là người đi tắm đầu tiên mới được. Cách tắm của ông cũng chẳng giống ai. Không có nước thì tắm kiểu không có nước. Baby, tắm thôi nào. Chi tào lô. Ông chú bế con chó con lên, mà nó chứ, định để chó liếm mình sao? Ôi trời đất ơi, quả là không ngoài dự đoán, thoải mái quá, thoải mái quá. Để chó liếm chưa đủ nên lấy nó kỳ cọ người. Lông chó đa chức năng phết ha, quả là không giống ai. Đạt tới cảnh giới cao nhất của tắm luôn rồi, để chiêu đãi khách đến nhà. Mẹ chuẩn bị cho cả nhà bữa tối thịnh soạn, ông chú tự dưng lại nói. Ây da, hôm nay thức ăn ít vậy ta, ăn ít thôi nhá, buổi tối còn ăn đêm nữa. Cũng chẳng sao hết, sức ăn của tiểu phi thì khỏi nói, ai cũng há hốc mồm. Cậu ta ăn còn nhanh hơn cả tên lừa ấy chứ, chỉ thấy động tác thoăn thoắt, chưa ai kịp ăn miếng nào, cứ trợn mắt nhìn. Ăn thế này thì tán ra bại sản mất thôi, khi nào chúng ta ăn đêm vậy ạ? Thế là, ông chú cho tiểu phi 15 đô, để cậu ra ngoài tự ăn đêm, và nói cậu đừng quay lại đây nữa. Nào ngờ tiểu phi lại nói, ăn một quả, trả một cục vàng, thế là cậu đổ trang sức lên mặt bàn, khiến ông chú giật bắn người. Ông chú lại càng choáng váng hơn. Đại hiệp, ta sai rồi, ngài muốn ở lại bao lâu cũng được. Có ở cả đời không đi cũng được. Đến đêm hôm ấy, ông chú làm theo lệnh của tiểu phi. Đến đồn cảnh sát, chú trượt chân treo lơ lửng. May thân mình nhẹ như lông hồng. Ông chú chưa kịp hoàn hồn, thì vô tình gặp cảnh sát đang đi bắt tên tội phạm biến thái Sukanage. Ông chú nhìn lại người mình, chú quá khớp với mô tả. Thấy cảnh sát sắp đến nơi, nhưng ông chú là ai cơ chứ? Chớp mắt đã thành bậc thầy hóa trang. Nhờ màn đêm che mắt, cảnh sát cũng không nhận ra. Nhưng không may cho chú, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Khi ông chú về đến nhà, đúng lúc gặp mấy bà thím trong khu nhìn thấy. Chà, ngại quá đi mất. Khi ông chú về đến nhà, tiểu phi nói mình ngủ không ngon, nên đưa túi trang sức cho ông chú. Thôi thì vất vả mãi rồi cũng được an ủi tí, cũng không bỏ công lăn lộn cả đêm. Sau khi có tiền, tiểu phi được đưa đến trường đi học. Cậu chính là bá chủ của ngôi trường này, ngay cả giáo viên thể dục đầy cơ bắp cũng không gây ấn tượng với cậu. Thầy giáo yêu cầu chống đẩy 1 phút, nhưng 1 giây sau, thầy giáo cũng ngớ cả người. Để lấy lại thể diện, thầy giáo nâng cử tạ 200 cân, nói xong liền thị phạm cho xem. Ấy thế mà sau đó, tiểu phi nhẹ nhàng nhấc cả thầy lẫn tạ lên, trông không tốn một chút sức lực nào. Thầy giáo tung ra chiêu cuối cùng, bởi vì thầy là nhà vô địch thế giới 10 môn phóng lao. Thầy giáo tung hết sức ném lao đi, quá tuyệt luôn, thế mà đâm trúng một con vịt trời, đem về mà nấu canh uống. Nhưng tiểu phi không sợ hãi, cây lao bay vút đi, tất cả học sinh chạy đến xem, nhưng nhanh chóng lại chạy tán loạn, bởi vì siêu nhân trúng lao đang rơi xuống. Từ đó, tiểu phi trở thành ngôi sao trong trường, chỉ một ánh mắt thôi, khiến các fan cuồng ngất xỉu bởi sự đẹp trai. Nhưng cậu bé siêu phàm như thế, lại bị dị ứng sùi bọt mép bởi món hot dog. May có bác sĩ cấp cứu kịp thời, còn ông chú bệnh tay may tay phát, lại đi ăn trộm súng của một người đàn ông. Trong đám đông hỗn loạn, tiểu phi nhìn thấy cha của mình, hai người ôm chầm lấy nhau. Nhưng bây giờ không phải lúc sứt mướt, tên giết người bắn hụt một phát,
Lúc này họ cũng biết, người này chính là tên giết người đã vu oan cho họ. Khi hai cha con hợp sức tấn công, tên sát nhân đã bị tóm gọn, vụ án kết thúc.